Hi xin chào các bạn à, xin chào các bạn các ông bà cô chú các anh chị à, đang quay trở lại với kênh của lan okide người việt ở pháp thì à, hôm nay à, buổi sáng bây giờ khoảng 9 giờ rưỡi sáng à, các bạn à, cũng nhân dịp gần tết việt nam mình đó thì à, mình cũng muốn đi chợ tết à, sẵn là chở con đi học xong rồi hai vợ chồng tranh thủ đi chợ mua một ít đồ về ăn tết việt nam thì nhân đây mình cũng muốn xin quay lại video này để chia sẻ cho các bạn ở khắp nơi được biết coi thử là chợ tết ở việt nam và ở chợ tết ở bên pháp thì nó sẽ khác nhau như thế nào nha đó các bạn thấy không sau lưng mình là người ta đã trưng bày có những gian hàng mà nó đặc trưng là châu á mình thì họ đặc biệt để những cái quầy của người ta gọi là China là Trung Quốc và có của Việt Nam mình nữa thì bây giờ mình sẽ đi vào trong. Mình đi vào trong để cận cảnh mình quay cho các bạn xem là ở cái chợ Tết người ta sẽ bán những đồ gì của châu Á mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào trong nha. Đây là một cái chợ của Tây đó các bạn. Đây trước mặt của mình đó là một cái uh, gian hàng của Việt Nam, đó hai chữ Việt Nam rất là thân thương ha các bạn. Uh, mình cũng lâu lắm rồi không được về Việt Nam ăn Tết thì cái không khí Tết ở bên Pháp nó không có uh, náo nhiệt bằng như ở Việt Nam ở quê nhà của mình đâu. Thì trong chỗ này người ta bán những cái món ăn truyền thống thực ra là nói Việt Nam nhưng mà nó nghiêng qua cái uh, uh, chung chung của tàu đồ các thứ đó các bạn thì như là Ví dụ như chả giò rồi mấy cái tôm lăn bột chiên đó thì họ bán với cái giá khoảng 5 6 đồng một hộp như vậy. Thì nhân dịp này họ cũng có làm giảm giá để mà giống như cũng ăn mừng cái ngày Tết của của của, của truyền thống của châu Á mình đó. Đây ở trong tủ này thì có uh, mì, cơm các loại, họ đã chế biến sẵn thì họ bán 9 đồng 90 một hộp. Uh, hình như có giảm là giảm 50% cho cái hộp thứ hai hay sao đó uh, nhiều các loại đồ ăn của châu Á nói chung Việt Nam nói riêng cũng có uh, Việt Nam cũng có tàu cũng có rồi uh, Hàn Quốc cũng có Nhật Bản cũng có Nói chung là những nước châu Á à Thái Lan cũng có thì uh, đồ ăn cũng đủ đa dạng các loại mà thường thường là Tây thì họ họ quen ăn những cái món đơn giản mà họ đã có biết ăn rồi á còn những cái món mà nó hơi gọi là đặc biệt của Việt Nam mình quá hay là đậm quá về cái mùi mắm rồi các thứ thì họ không ăn được cho nên nên đa phần là họ bán những cái món mà đa số những tây tây cũng ăn được á mấy cái này là những cái mà đóng hộp sẵn rồi nè ví dụ mì các thứ là họ đã vô hộp sẵn sẵn rồi tây họ mua về họ chỉ có việc để vô cái microwave là họ quay lại cho nóng thôi thì trái cây cũng có giá khuyến mãi xoài cũng thấy cũng ngon thơm bưởi à đặc biệt mùa này là có bưởi nha bưởi này thì mình thấy hình như là nhập từ trung quốc sang á à, giá tầm cũng khoảng hai hơn hai đồng một trái thôi thì cũng ok đây là những cái món à, mì mì mà gọi là mì mì vắt á Mì vắt nhưng mà nó đặc biệt cái gu của châu á mình đó, làm ra đó thì họ bán đồ khô đồ khô cũng nhiều các loại nước sốt nhiều gian hàng đủ các loại trà nó nhiều gian hàng châu á nó bày đủ các loại đồ thì mùa này là họ hay có chương trình giảm giá lắm các bạn cho nên là khuyến khích cho người châu á mình đi chợ nhiều đó đó, các bạn nhìn thấy ở đây thì có à, đây là mức gừng nè đó mức gừng họ cũng làm để vô trong hộp rất à, trong bao rất là sạch sẽ rồi đây là dầu 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 gì dầu mè dầu mè rồi bên đây là có à, sauce soya là mình là gọi là nước tương á xì dầu á à, đây là gì à, các loại nước chấm tương ớt tương ớt ngọt tương ớt cay tương ớt ăn phở cái này là tương ớt cay này mịn màng thì một chai như vậy là một đồng 6 một đồng 6 tính ra là khoảng tầm 25 25 10 khoảng 4 50 ngàn một cái hũ một cái chai tương ớt đó các bạn rồi bây giờ ở đây thì cũng lấn lấn qua một xíu việt nam mình đây nè việt nam mình đây đó lần đầu tiên mình thấy mấy cái phở hộp này có cái thương hiệu hello này ở bên pháp đó các bạn thì chắc là thương, thương hiệu này là thương hiệu mới hay sao đó đang thử được đưa vào thị trường của pháp thì không biết có tồn tại được lâu không ở đây là cái này là cái gì mẹ sửng nè mẹ sửng ông sen hai đồng tư một hộp 250 g, hai đồng tư là bao nhiêu? Là 50. 50 với là 60 000 đó. 60 000 một hộp. Tính ra cũng cũng được tại vì phí vận chuyển đồ các thứ nữa. đây là nước mắm người ta pha sẵn để cho mình cho cho tây họ về họ mua về họ ăn họ chấm chả giò đó mà pha loãng lắm mình nghĩ là nước nước muối pha trà thì có chứ nó không có một cái mùi nước mắm giống như việt nam mình ăn đâu nó không có đỏ nồng như vậy ở đây là các loại đồ khô ờ, có bánh tráng cuốn nè bún tươi nè à, bún khô nè rồi các loại mì khô phở khô rồi thêm cái gì ờ, đây không biết cái loại phở này có ngon không ha để mình cũng muốn mua về ăn thử nè ủng hộ cho việt nam mình ở nơi xa xa thì hôm nay người ta có chương trình khuyến mãi là mua hai hộp tặng được tặng một hộp à, mua ba hộp thì có giá khoảng gần 4 đồng chia ra khoảng một đồng ba một hộp như vậy ồ cái này là gốc ở bên bên bỉ nha cái này là của bỉ đưa qua chứ không phải từ việt nam xuất khẩu qua đây nha ồ đó bây giờ cái gian hàng này là nó lấn sân qua gian hàng của hình như là của Thái Lan rồi thì phải. Các loại đồ ăn đủ các loại. Bây giờ mình sẽ đi xem có thử còn thêm những cái thực phẩm gì nữa ha. Thì uh, cũng là như những món uh, chả giò như mình đã quay lúc nãy. Uh, toàn là những cái đồ đã uh, đã chế biến sẵn về chỉ việc làm nóng lên hoặc cho và lại vào dầu một xíu là ăn được đây là một dạng kem mà kem mochi cái này cũng ngon lắm 4 .95 đồng 95 một hộp mà cái hộp thứ hai là được giảm 60 phần trăm các bạn thì tính ra hai hộp của còn lại ba đồng mấy một hộp cũng được ăn cũng ngon lắm cái loại này các con mình cũng rất là thích đó đó là gian hàng của Việt Nam bây giờ mình đi qua bên này thì nó là gian hàng của à, của Nhật nè gian hàng Việt Nam với Thái là nó gần nhau bây giờ là qua gian hàng của Nhật là họ có cũng bán đủ thứ các loại y cái này cũng còn còn dính vô Thái một xíu nè rồi cái này gian hàng Thái nè bán những đồ ăn chế biến sẵn của Thái ba gói này là 13 đồng 10 tính ra thì cũng hơn bốn đồng một gói rồi, Cái này là món gì đây thì Cái gì người ta cũng chiên sẵn rồi đây. đó rồi bây giờ mình đi qua bên mé bên này để mình xem có bán thêm gì nữa nha các bạn ở bên này là có sushi one sushi quanh nước sốt à, rồi ba cái gì đây à, trứng mì trứng mì trứng bio cái này là mì ly mì ly suzy one cái này bát thái bát thái rồi nói chung là có thêm những cái gói à, đây là gian hàng korea nè korea thì cũng có chủ yếu là những sản phẩm khô là chủ yếu chứ đồ tươi thì cũng không có không có gì các bạn ở đây là cái loại gạo mà mình nghĩ là à gạo thơm lọc trời Cái thương hiệu này là hình như mới vừa được nhập qua bên Pháp Xuất khẩu qua Pháp thì phải Vì thường thường mình hay thấy cái các hiệu của Thái Lan hơn Thì năm nay là có Việt Nam mình hình như gạo thơm thượng hạng nè Việt Nam mình hình như cũng được hai thương hiệu mới nhập qua thì phải nhưng mà cái mà lọc trời đó thì mình thấy nó cái cái tên nó hay hay ha đây, bia ừ. của Trung Quốc nè. À, đây là đặc biệt là nước tương Maggi của Pháp nha các bạn. Rất là ngon. Giảm được 60% trên cái chai thứ hai Là kho còn khoảng 0,77 xu một chai này. Thì cái chai này nhà mình xài rất là nhiều. Cho nên là hôm nay thì mình tới đây cũng là để mua cái loại này nhiều nhiều á. Để dành ăn. Vì nhà mình xài tương đối nhiều mỗi ngày các con nhà mình cũng ăn nó cái cái này cái viễn đầm lắm các bạn mà cái này người ta đang giảm giá là tại vì nó là cái 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 mẫu mã mà của năm ngoái các bạn thấy hình con cọp ở trên cái chai không thì năm nay họ bán giảm ra để cho xả hết tồn hàng tồn kho đó nó 60 phần trăm trên chai thứ hai tính ra còn có 0,77 xu một chai thì cũng rẻ quá hoặc là cái này mà ở bên Mỹ là bán mắc lắm nha các bạn Tại vì cái nước tương này nó có nguồn gốc tại Pháp mà Cái chai này ăn ngon lắm Mình mình làm nước tương ớt không mình ăn rồi Cái vị nó đầm lắm chứ nó không có quá mặn á Và bây giờ là qua tới hàng gia dụng Hàng gia dụng thì những cái món đồ người ta sale thì người ta để ra đây thôi thì là lễ của châu à, Tết của châu Á cho nên là Họ có để bán nồi cơm điện nè. Rồi có cái wok, cái cái mà để xào trên bàn nó có gắn điện luôn á các bạn. Ồ mình thấy cái này hay hay chắc mình phải mua một cái nè. Đó, mẫu mã nhìn thấy cũng hay hay chưa nè. Hoặc là chắc chút chút nữa mình cũng sẽ lấy cái này. Rồi cái nồi cơm điện thì có giá cũng tầm từ 30 euro các bạn. mình thấy cái này mình thích thích rồi chắc mình cũng na về một cái đó nồi kim điện này á, người ta bán à, cái quốc này nó có giá là bốn chục mà họ giảm 10 đồng thì là nó còn còn ba chục cũng được còn cái nồi kim điện bên cạnh bên tay phải các bạn thấy không giá là gần 50 đồng á, nó giảm nó giảm xuống còn ba mươi mấy đồng cái này thì giảm được tới 20 đồng luôn nè à. Mà nồi cơm điện thì mấy lần mình đi Việt Nam về mình na từ bên Việt Nam về đây luôn á Cho nên thôi chắc là không có hứng thú với nồi cơm điện nữa Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc dọc để coi thử nó có thêm gì không ha Đây là whisky các bạn Whisky của Nhật nha Đúng Nhật luôn thì cũng có giảm giá một số một số loại rượu của Nhật ừ rồi nói chung là gian hàng tết thì cũng không có phải hoành tráng gì giống như ở bên Việt Nam mình đâu tại vì đây là xứ xứ Pháp mà họ không biết tới cái Tết Việt Nam thì họ cũng hưởng ứng phong trào Tết Việt Nam thì họ cũng uh, trang trí một chút xíu cho nó có hương vị Tết cho những người con xa, của việt nam xa xứ giống như mình chẳng hạn đi vô một cái chợ tây mà thấy những cái gian hàng có trang trí châu á đặc biệt là để chữ việt nam lên nữa là mình cảm thấy nó cũng rất là ấm áp các bạn rồi bây giờ các bạn xem thử là cuối cùng mình mua được gì và mình đi chợ à, hôm nay mình có thấy không khí tết ở đây rồi các bạn mình thấy một chút xíu không khí, không khí tết của việt nam ở xứ người là cũng vui rồi đó đây là những cái gói curry của pha của thái nè thì thái chỉ có những cái sản phẩm như vậy đặc trưng như vậy thôi nói chung là mỗi một cái gian hàng thì họ chỉ đặt lên một vài những cái sản phẩm để mà tượng trưng cho một cái đất nước chứ thực ra nó cũng không thể nào phong phú giống như ở quê nhà mình được đúng không đó từ nãy giờ là mình đã tổng thể hết cho các bạn xem được là những gian hàng được bày trí nhân dịp ngày Tết châu Á của mình là gì rồi bây giờ cuối cùng video mình sẽ tổng kết lại cho các bạn xem thử là à, hôm nay mình đi chợ mình mua được những gì nha. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình đã quay và mình đã giới thiệu cho các bạn tương đối đầy đủ những cái mặt hàng mà được trưng bày bán vào dịp tết ở bên pháp là những cái mặt hàng mà đặc trưng Việt Nam mình. Thì à, hôm nay đi chợ mình cũng sẽ mua ăn thử một vài cái phở như vậy nè. Tại cái cái hiệu này thì mình thấy nó hình như là nó mới qua thị trường Pháp thì phải, cho nên mình muốn ăn thử cái phở quốc này để xem thử là chất lượng của phở như thế nào có trụ được ở châu Âu lâu lâu dài hay không nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ mua một số cái này để về tại các con của mình nó cũng thích ăn. Và cái thứ hai là mình sẽ mua À, cái ủng hộ cái uh, ngoài cái việt nam mình ra thì mình cũng muốn thử một vài loại cái mẫu curry của thái nha các bạn à, những cái curry của thái này nhìn cũng có vẻ rất là hấp dẫn nè rồi uh, hình như mình thấy có cái trà này trà này là trà của châu á nhưng mà mình nghĩ cái này thì nó chắc là đặc trưng của trung quốc hơn á rồi thôi bây giờ mình sẽ tới lấy những cái chai nước tương tại vì nước tương là mình tới hôm nay mình tới đây là để mình lấy nước tương nữa à, những chai nước tương bây giờ nó đang giảm giá nhiều đó các bạn à, như vừa như lúc nãy là mình đã cho các bạn xem đó đây cái gian hàng nước tương đây cái này là Bây giờ mình phải lấy một số chai để để dành ăn về nhà mình ăn cũng khá nhiều. Đó, và thứ ba nữa là mình cũng muốn mua một cái cái wok mà để mình xào bằng điện đó. Cho nên đó là những thứ mình sẽ mua. Rồi thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Hôm nay đi chợ Tết nó có một cái không khí rất là đặc biệt. À, mình nhìn thấy gian hàng Việt Nam ở đây nè chồng. Ở đây, chồng chồng. Ở đây nè. Đó, gian hàng Việt Nam ở đây giống như mình đang đi chợ Tết ở quê nhà các bạn. Các bạn nhìn thấy chữ Việt Nam không? Ở vô trong hình thì nó lại bị bị ngược chữ đó. Nhưng mà như lúc nãy mình đã quay cho các bạn xem thì đây là gian hàng chuyên bán đồ Việt Nam của mình nè. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video đây nha. À, mình đi chợ cho xong rồi mình còn phải đi làm việc nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.